Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Mọi người ơi, hôm nay em có một em bình Cutany triện mộc đầy đủ. Đấy, đây mọi người. Một em bình Cutany, bình này thì là có tuổi đời là khá lâu rồi. Theo thiết kế của ngày xưa, tuổi đời khá lâu rồi. Bình này vẽ họa tiết là bảy vị thần của Nhật mọi người nhé. Đây mình sẽ quay cho mọi người xem bảy vị thần. Vẽ họa tiết bảy vị thần của Nhật. Bình này thì tuổi đời thì có dư rồi mọi người, ít nhất phải có 100 năm rồi. Họa tiết thì nó chỉ có vẽ bảy vị thần thôi mọi người ạ. Đây, quay ở bên dưới này cho mọi người xem này. Đấy, họa tiết ở bên dưới men men dạn nhá mọi người nhá, men dạn úa màu rồi theo thời gian. Họa tiết rất là sắc nét luôn mọi người ạ. Đây ở trên cổ này nữa, đây có vành cổ này, nó khác biệt mấy cái bình khác. Đây bên trong này mọi người, men men dạn luôn, cổ rất là đẹp luôn. Dung này thì nó hơi khó nhìn, mọi người thông cảm mình nhá. Đây là có một vị thần là đang có cái giỏ đựng cá đấy mọi người nhá, con cá chép. Đây màu màu men màu vẽ này, cái này là khá lâu đời rồi mọi người nhá, tuổi đời khá là lâu rồi đấy. Chứ con em bình này thì không có chuyện là nông đời đâu mọi người. Đấy, mọi người xem họa tiết của bảy vị thần này, đẹp, vẽ rất là đẹp luôn mọi người. Mọi người ai mà muốn mua bình này thì cứ liên hệ với mình nhé. Thông tin liên hệ mình để ở phần mô tả, hoặc mọi người vào Zalo của mình, vào Zalo theo số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhé. Mọi người vào đấy để liên hệ với mình, xong có muốn mua bất cứ một sản phẩm gốm gì thì mọi người cứ liên hệ với mình nhé mọi người nhé. À quên mất, bình này mình vừa đo chưa đo, xin lỗi mọi người, ít nữa mình tắt video thì là mình quên không đo. Bình này chiều cao của nó là 30 mọi người nhé, chiều cao 30, miệng của nó đây, miệng của nó là 15,5, chiều miệng 15,5, bụng của nó 80 mọi người nhé, bụng của bình này là 80. Đây đáy bình đây. Đấy mình nó 14,5 thì bằng miệng này. Miệng nhau bình bằng nhau à? Cái này 15,5, miệng to hơn một chút. Đấy, chiều cao 30 này, miệng 15,5 này, bụng 80 này. Bụng 80 mọi người nhá. Mọi người ai mà muốn mua em bình này cứ liên hệ với mình nhá. Thông tin liên hệ của mình là mọi người hãy liên hệ qua Zalo của mình là số điện thoại là 0962 949 668 mọi người nhá. Thiết vẽ quá đẹp luôn, nét vẽ người Nhật rất đẹp luôn. Em quay vào cái mặt hai ông này cho mọi người xem này. Đấy, mọi người thấy nét vẽ của người Nhật nó đẹp không mọi người? Đấy, vẽ nhìn kỹ từng một nét một luôn mọi người ạ. Đặc trưng của dân Nhật ấy, vẽ rất là đẹp luôn. Đây quay vào cái chỗ con cá này nữa. Đấy mọi người nhìn con cá nhà mình ông này, nét mặt nó đẹp không? Sắc nét nó quá là sắc nét luôn mọi người. Cái chân này, chúng là cái này thì mình cái không thể chê vào cái điểm nào về cái họa tiết của cái bình này. Họ vẽ đẹp. Đây cái bà này là đang cầm một cái búa chiêu tài nhé mọi người nhé. Đấy, đẹp không mọi người? Phải nói là phê luôn mọi người ạ. Ai muốn mua cái bình này thì cứ liên hệ với mình nhá. Thôi mình xin chào tất cả mọi người nhá. Bye bye mọi người.